iKitchen, giải pháp tổng thể không gian bếp. Máy hút bụi là một sản phẩm không thể thiếu trong căn bếp hiện đại, đặc biệt với những gia đình có diện tích bếp nhỏ hay những căn hộ chung cư thì việc sử dụng máy hút mùi là vô cùng cần thiết. Bởi trong khi nấu ăn thì chúng ta có thể tạo ra nhiều mùi khó chịu lan tỏa trong phòng bếp, thậm chí là bay sang các phòng khác. Thì khi này máy hút mùi sẽ giúp chúng ta hạn chế được những mùi hôi, giúp không khí lưu thông trong căn nhà được trong lành hơn. Tuy nhiên thì dù đã đầu tư những sản phẩm máy hút mùi chất lượng với giá thành cao, nhưng đôi khi gian bếp vẫn có mùi hôi. Để biết được nguyên nhân của hiện tượng này và cách khắc phục, hãy cùng theo dõi video sau của bếp iKitchen nhé! Trên thị trường hiện có hai kiểu máy hút khói khử mùi, thường gọi là máy hút mùi phổ biến sau. Thứ nhất là máy hút mùi khử trực tiếp. Máy không có ống thoát khí mà có phần lọc khói ngay bên trong, trả lại không khí sạch cho bếp qua các lỗ thông gió của máy. Dạng máy này chúng ta thường thấy là các máy hút mùi cổ điển, âm tụ, treo độc lập, một số máy tính cong. Thiết bị này thích hợp với các khu bếp kín, không có khe thoáng. Máy này lọc mùi mỡ qua than hoạt tính hiệu quả từ 70 đến 90%. Thứ hai là máy hút mùi khử mùi qua ống thoát khí. Máy có ống thoát khí hút khói từ bếp nấu thông qua lưới lọc và thải khói ra bên ngoài. Loại thiết bị này thích hợp với các khu bếp có khe thoáng ra bên ngoài, hiệu quả cao. Để chọn được máy hút mùi phù hợp với gia đình mình, khách hàng nên tìm đến các đại lý uy tín như bếp iKitchen để nhận được sự hỗ trợ từ các chuyên viên. Ngoài ra khi sử dụng, cũng nên lưu ý những điều sau đây để máy hút mùi hoạt động được hiệu quả hơn. Thứ nhất, khoảng cách giữa bếp và máy hút mùi không hợp lý. Khoảng cách giữa máy hút mùi và bề mặt bếp là điều vô cùng quan trọng, nhưng đôi khi chúng ta lại bị vô tình bỏ qua. Nguyên nhân là nhiều khách hàng chỉ nghĩ đơn giản, hút mùi là cứ lắp ở vị trí trên bếp là đúng quy cách, mà quên mất rằng khoảng cách giữa hai thiết bị này ảnh hưởng rất nhiều tới hiệu quả hút mùi của máy. Nếu bếp và hút mùi đặt quá gần nhau thì sẽ gây ra khó khăn cho việc nấu nướng. Máy hút mùi cũng sẽ kém bền do tiếp xúc gần với nhiệt độ cao trong quá trình nấu sản sinh ra. Còn nếu bếp và máy hút mùi cách nhau quá xa thì hiệu quả hút mùi lại không cao. Các bạn nên lưu ý, khoảng cách lý tưởng khi lắp đặt bếp và máy hút mùi cách nhau khoảng 7 đến 80cm. Nguyên nhân thứ hai đó chính là lựa chọn công suất máy hút mùi không phù hợp. Rất nhiều khách hàng lựa chọn máy hút mùi chỉ dựa trên yếu tố thẩm mỹ hoặc tài chính mà không để ý đến công suất của máy. Đây cũng là một trong những lý do phổ biến khiến cho dù sử dụng máy hút mùi nhưng gian bếp vẫn có mùi hôi. Nhiều gia đình có căn bếp rộng nhưng lại chọn máy hút mùi nhỏ, công suất yếu nên hiệu quả hút mùi lại không cao. Vì thế trước khi mua sản phẩm cần cân đối giữa không gian bếp và công suất của máy hút mùi. Một công thức tính công suất hút của máy hút mùi khá hiệu quả được các kỹ sư xây dựng tiết lộ như sau: chiều rộng nhân chiều cao nhân chiều sâu nhân 10 thì ra được công suất hút cần thiết tối thiểu tính bằng mét khối trên giờ. Ngoài ra tùy thuộc vào các phương thức hút, chúng ta sẽ có những mức công suất tối ưu. Với máy hút mùi khử trực tiếp, dạng máy này có công suất hút nằm trong khoảng 500 đến 1000 mét khối trên giờ tùy theo dòng máy. Các máy dạng này cơ bản ở mức 750 mét khối trên giờ là hiệu quả. Tại sao mức công suất 750 mét khối trên giờ lọc mùi lại hiệu quả hơn 1000 mét khối trên giờ? Trong trường hợp này thì bởi hút mùi thức ăn và mỡ trong không khí cần thời gian để phản ứng với than hoạt tính trong vỉ than của máy. Nên than càng mới thì phản ứng càng nhanh, lọc mùi càng hiệu quả. Phản ứng này cần thời gian, do đó công suất hút vừa phải, cần phải đủ khoảng thời gian để cho phản ứng xảy ra sẽ hiệu quả hơn. Các máy hút mùi có công suất hút 1000 mét khối trên giờ hút rất nhanh, nên mùi thức ăn, mỡ sẽ chưa kịp phản ứng hoặc phản ứng nhỏ nên sẽ không hiệu quả bằng máy có công suất hút 750 mét khối trên giờ. Tốc độ mài mòn than của máy hút mùi 1000 mét khối trên giờ cũng nhanh hơn máy 750 mét khối trên giờ, do vậy giảm thời gian sử dụng của than. Ngược lại, các máy có công suất nhỏ nằm trong mức dưới 600 mét khối trên giờ cũng sẽ không hiệu quả vì công suất hút quá yếu, quá trình gom mùi vẫn để thoát mùi khó chịu. Các nhà sản xuất đã đo ngưỡng máy hút mùi sử dụng than hoạt tính là từ 600 đến 750 mét khối trên giờ là phù hợp.
Nếu các máy hút mùi khử trực tiếp công suất cần một ngưỡng cố định để phát huy hiệu quả hút, thì các máy hút mùi khử qua ống thoát khí, công suất hút càng cao càng tốt. Bởi công suất hút càng mạnh, hiệu quả hút khí càng cao. Gần như hầu hết các dòng máy hút mùi trên thị trường đều có thể lắp đặt ống thoát khí để sử dụng hiệu quả hơn. Chỉ có một số ít các dòng máy hút mùi độc lập không thể lắp đặt ống thoát khí, nên quý khách cần chú ý lựa chọn mẫu máy phù hợp. Thêm một lưu ý khi lắp đặt đó là không nên thu quá hẹp đường ống thoát khí của máy hút mùi. Kích thước đường ống thoát khí tiêu chuẩn trong khoảng từ 90 đến 150mm đường kính, hay còn gọi là ống phi 90 đến phi 150. Để yên tâm hơn, bạn có thể nhờ sự tư vấn của các nhân viên bán hàng kiểm tra kỹ các thông số của máy và chạy thử. Nên chọn máy có tối thiểu 2 mức công suất, có màng chắn, chạy êm, hút khỏe. Nguyên nhân thứ 3 đó chính là không thay bộ lọc than hoạt tính. Ở thời điểm hiện tại, rất nhiều máy hút mùi sử dụng bộ lọc than hoạt tính. Mỡ và mùi khó chịu sẽ được giữ lại ở than hoạt tính, do vậy cần thay thế than hoạt tính theo định kỳ. Bởi sau một thời gian nhất định thì than hoạt tính cũng sẽ dần mất đi tác dụng và cần thay thế mới để máy có thể hoạt động tốt hơn. Thông thường, thời gian chỉ định cho việc thay than hoạt tính của máy hút mùi là từ 6 đến 12 tháng. Nhưng nếu xuất hiện các dấu hiệu như bật máy hút mùi mà mùi bên trong bếp vẫn còn nồng, hoặc mùi chỉ giảm bớt một phần dù máy đang bật ở mức công suất cao nhất, thì đó là lúc bạn phải thay bộ lọc than hoạt tính cho máy hút mùi của mình rồi. Nếu bạn dùng lâu không thay kịp thời, mùi sẽ không xử lý được hết. Nguyên nhân thứ tư đó chính là không vệ sinh lưới lọc mùi thường xuyên. Cùng với bộ lọc than hoạt tính thì tấm lưới lọc mỡ cũng là một bộ phận vô cùng quan trọng của máy hút mùi. Chúng góp phần ngăn chặn cặn bẩn, dầu mỡ trong quá trình nấu nướng, tránh gây tắc, giảm tuổi thọ của máy hút mùi. Bởi vậy nếu không được vệ sinh thường xuyên thì không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn sinh nấm mốc, sản sinh những chất có hại cho sức khỏe gia đình bạn. Khi tấm lọc mỡ quá bẩn còn cản trở việc lọc khói, hút mùi khiến nhà bếp có mùi khó chịu. Bạn nên chú ý kiểm tra và vệ sinh bộ phận này bằng khăn mềm, có thể dùng bàn chải đánh răng để cọ, ngâm trong dung dịch pha với baking soda để làm sạch. Ngoài việc vệ sinh thường xuyên thì người dùng cũng nên xây dựng thói quen bảo dưỡng định kỳ để máy hút mùi được làm sạch sâu, khử khuẩn, đảm bảo được công suất cũng như độ bền. Dù là sản phẩm nào, tốt tới đâu nếu không sử dụng đúng cách thì cũng sẽ không đạt được hiệu quả tốt nhất. Máy hút mùi nhà bếp cũng vậy. Hy vọng thông qua video này, Bếp Anh Kitchen đã mang đến cho bạn những thông tin hữu ích để bạn có thêm kinh nghiệm trước khi chọn mua máy hút mùi cũng như ứng dụng trong quá trình sử dụng máy hút mùi. Hiện nay các sản phẩm máy hút mùi bán chạy của Bếp Anh Kitchen đều đang có ưu đãi hấp dẫn lên đến 50%. Một số mã máy được tặng miễn phí khi khách hàng mua bếp từ nhập khẩu. Nếu bạn quan tâm, gọi ngay tới số hotline 098-125-1010, truy cập vào website bepikitchen.com hoặc đơn giản hơn chỉ cần để lại số điện thoại trong phần bình luận. Các chuyên viên tư vấn của Bếp iKitchen sẽ hỗ trợ bạn nhanh nhất. Bếp iKitchen cảm ơn vì bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến đóng góp, vui lòng chia sẻ với Bếp iKitchen trong phần bình luận. Chúng tôi luôn luôn lắng nghe để mang đến những video chất lượng và hấp dẫn hơn. Đừng quên like, share video nếu bạn thấy video này hữu ích. Subscribe kênh Bếp iKitchen để nhận được thông báo và đón xem các video mới nhất nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.